xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 549. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 29 mã sản phẩm. Em sẽ click lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con bào gỗ ha các anh. Đó, con này hàng của nhà Hotan Nhật Bản ha. Thì tổng chiều dài của nó khoảng tầm là 25 cm. Thì các anh thấy là về phần ngoại hình con này là còn rất là ok, đẹp, ngon lành cành đào ha. Phần chiều rộng lưỡi này khoảng tầm là 5.5 ha. Phần ở đây là thép luôn nè các anh. Đó, ngoài ra thì những cái con này các anh có thể là mình thay lưỡi được ha. Đó, nó có những cái chỗ thay lưỡi. Và ở đây thì nó sẽ có một cái hộp ở đây đó. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái gọi là cái lục giác để mình có thể mở nè, và trong cái hộp này là sẽ là có hai cái lưỡi nha các anh, hai cái lưỡi nữa ha. Đó, hai cái lưỡi này là lưỡi mới luôn để các anh có thể là dễ dàng mình xài. Thành thử ra là đối với con này thì nó đã có luôn là đến tận 3 cái lưỡi và hai cái lưỡi mới dự phòng sẵn cho các anh ha. Đó, mã số 1 giúp em nha các anh. Mã số 1, con bào này giá là 450.000 giúp em ạ. Mã số 1 450.000. Và mã số 2 là một con kìm mỏ quạ. Con này thì là hàng của Mỹ giúp em nha, kìm mỏ quạ USA, hàng của Mỹ ha. Thì các anh có thể thấy là các phần răng lợi đều còn rất là ok này ha. Đó, tổng chiều dài của con này là 25 cm nha các anh. Con này dài tổng là 25 cm ha. Bên trong răng lợi nè, các anh thấy răng lợi con này là vẫn còn ok nha. Các anh xài bóp kẹp gì đó vặn giữ thì đều con này nó đều có thể đáp ứng được nha các anh. Đó, mã số 2, con này hàng của Mỹ, giá là 380.000 nha các anh. Mã số 2 giúp em ạ, 380.000. Và mã số 3 là một con mỏ nết răng. Con này là hàng thép nè, có dạng phun thép luôn này, các anh thấy không? Thì đối với những cái con này nó dạng là mỏ nết răng để các anh có thể mở các trục hoặc là ống ha. Hàng của Mỹ luôn nha các anh. Con này là hàng của Mỹ giúp em luôn ha. Made in USA nè, các anh thấy không? Đó, nên là khi các anh xài con này thì nó cầm rất là đầm tay ha, khỏe. Đây là cái phần miệng của nó này, bên trong răng lợi. Con này răng lợi thì vẫn còn ok ha. Đây, nó chỉ bị có một cái là cái đầu này thì nó sẽ bị hơi bị sứt như thế này nè. Đấy, các anh thấy không? Này, đó, cái đầu của nó là bị như vậy thôi. Còn bên trong răng lợi đây, các anh thấy răng lợi con này là vẫn còn ok nha. Đó. Dạ rồi, mã này mở lết răng, mã số 3 giúp em ha. Giá của nó là 550.000 giúp em nha các anh. Mã số 3, 550.000 ạ. Và mã số 4, mã số 4 là một con kéo cắt tôn ha. Con này là hàng của Prosnip của Nhật, xin lỗi, của Mỹ luôn nè các anh. Con này hàng của Mỹ luôn, Prosnip hàng của Mỹ ha. Made in USA, nó là một con kéo cắt tôn cộng lực lưỡi thẳng nha các anh. Mấy cái dòng cộng lực lưỡi thẳng này cắt rất là êm ha. Thì đây các anh thấy là bên trong răng phần lưỡi cắt của con này là vẫn còn ok này. Đó, mình cắt là vẫn tốt ha. Nó chuyên cắt tôn các kiểu các anh. Đó, về phần lưỡi của nó ha, đây là dòng cắt tôn cộng lực. Tổng chiều dài của con này sẽ là 25,5 cm. Mã số 4 giúp em ha. Con này mã số 4, giá của nó là con này giá của nó là 330.000 nha các anh. Mã số 4, 330.000. Và mã số 5 là một con kìm ha các anh. Đó, con này là một con kìm con cá và kìm đa năng. Nó sẽ là có hai cái mức độ để các anh có thể làm được con này. Nó vừa kẹp mỏng, kẹp dày, kẹp giữ đồ được rất là ok ha. Bên trong răng lợi con này là còn đẹp giúp em này, không có bị sứt mẻ ha. Răng lợi là còn đẹp giúp em. Hàng của Mỹ ha. Con này là hàng của Mỹ nha các anh. Đây, con này là của Proto USA. Tổng chiều dài của nó là 20,5 cm. Con này dài tổng 20,5 cm, hoạt động tốt nha các anh. Mã số 5, con này giá của nó là 300.000 giúp em ạ. Mã số 5, 300.000. Và mã số 6 là một con vít ha. Con này gọi là các anh có thể làm việc ở trong các ngóc ngách hoặc là các ngách sâu được nè. Đây, các anh thấy không? Và nó sẽ có 3 chế độ xoay trái. Đây,
trái phải đứng yên đồ được hết ha, và đứng yên này nè. Đó, này thì mình điều chỉnh ở đây giúp em ha, đứng yên này. Đó. À, hàng của Nhật Bản giúp em ha. Ở đây thì nó còn có cái hộp dự phòng ở đây, thì can có thể bỏ thêm các mũi vít nếu mà mình muốn, thì can bỏ thêm trong đây ha. Còn đây là các đầu để mũi nè, đây con này nó xài mũi vít lục giác, và đối với những cái con này thì các anh có thể là mình dễ dàng mình làm việc được ha. Đây cái dạng thân của nó sẽ dạng hơi cong nhẹ như vậy này, đó, để khi mà các anh làm việc ngóc ngách thì nó đều dễ được hết ha. Tổng chiều dài của con này tính cả mũi là tầm 35 cm, mã số 6, giá của nó là 280.000 nha các anh, mã 6 280.000. Và mã số 7 là một con cần lắc đầu, một con cần đầu 1/2. Con này thì cái đầu của nó sẽ là cái đầu dạng có thể xoay được 180 độ nha các anh. Đó, đây các anh thấy nó có cái nấc ở đây để chính giữa này, để nó chắc này, các anh thấy không? Đó, còn các đầu còn lại thì mình có thể xoay 180 độ, thì với những cái loại này các anh có thể làm việc ở trong các ngóc ngách đều được ha. Con này là hàng của Mỹ nha các anh. Đây, made in USA, hàng của Mỹ ha. Và những cái dòng này thì em phải nói là nó cực kỳ khỏe nha, nó rất là khỏe nha các anh. Đây, anh nào mình là làm dạng cần chữ T, các anh có thể bỏ thêm một cái cần vào đây nữa thì thành cây cần chữ T, rất là dễ xài ha. Chất thép tốt, mấy cái dòng của Mỹ là cái chất thép nó rất là ngon nha các anh, nó khác biệt hoàn toàn luôn á. Mã số 27 này nó dài tổng 20, mã số 7 này dài 27 cm. Ở đây nó còn có một cái khẩu cái nữa này, các anh có thể lắp cần vào trong đây để mình xài sử dụng luôn ha các anh. Đó, mã số 7 giúp em, con này giá của nó là 430.000 nha các anh, mã số 7 430.000 ạ. Và mã số 8 là một con cần lực của nhà Tonichi, thì em phải nói là con này là một cái con cần lực hàng còn mới đẹp luôn đó các anh. Đây, con này cực kỳ là xuất sắc luôn nha các anh, cực kỳ là xuất sắc, hàng mới, con này không đẹp không ăn tiền. Size của nó tầm khoảng là 49 cm ha, gần 50 luôn đó các anh. Đó, thì đối với những cái con này các anh làm việc là cực kỳ là hữu dụng rồi. Đầu của nó là đầu 1/2 nha, đầu 1/2 giúp em này. Đó, vặn nặng được ha. Hàng của Tonichi các anh thấy hàng là full tem mạc giúp em này. Đây, không có một cái điểm gì mà có thể chê được ở cái con này luôn đó các anh. Đây, nó đẹp từng số này. Sau đây là cái đầu khóa lực nè, khóa mở lực nè, các anh thấy không? Ngon lành cành đào hết nha. Lực con này là từ 40 cho tới 200 Nm, 40 cho tới 200 Nm. Cái giải hệ của nó cũng khá là lớn để các anh có thể làm việc được nha. Mã số 8 giúp em, con cần lực của nhà Tonichi, hàng đẹp ha các anh. Đó, con này thì các anh cứ tham khảo giá trước. Đó, anh biết cái cây này cái giá trị cực kỳ cao ha. Đó, nhưng mà tới với em thì em bán giá cực kỳ hữu nghị để các anh có thể mình làm nghề, hoặc là các anh thích sưu tầm những cái dòng này đều được ha. Đó, hàng ngon giúp em, mã số 8 ạ. Và mã số 9 là một con kìm mũi nhọn cong ha các anh. Con này là hàng của nhà Snap á, nó thuộc cái phân khúc cao cấp á các anh, nên cái chất thép của nó cũng rất là tốt ha. Mỗi tội là con này là nó bị bay mất cái hãng nè, thường cái con Snap dòng này nó sẽ in lụa nha các anh. Đây, nên là các anh nhìn cái tay cầm của nó này, đây là một trong những cái tay cầm rất là gọi là độc quyền của thằng Snap này, các anh thấy không, rất là êm nha, êm và bền. Đó, bên trong răng lợi là còn ok hết này các anh, đây răng lợi con này là còn ok ha. Đó, đây, các anh thấy không, các ngàm miệng này. Đó, mã số 9 này thì tổng chiều dài của nó, con này dài tầm 28 cm nha các anh, mã số 9 giúp em, giá của nó là con này giá của nó là 600.000 nha các anh, mã số 9 600.000. Và mã số 10 là một con nhíp gấp. Con này thì các anh có thể ứng dụng để mình làm chân bonsai này. Đó, các anh có thể dùng để mình bóc tách vỏ cây, gấp sâu, hoặc là mình làm thường thì mình có thể là nhổ lông các kiểu đều được ha. Đây, các anh thấy này, con này là nhíp có răng này. Đó, các đầu đồ là còn rất là ngon ha, hàng ngon lành cành đào giúp em này. Đây, con này hàng của nhà Taiyu Stainless. Tổng chiều dài của con này sẽ là
22,5 cm, mã số 10, giá là 250.000 nha các anh. Con này thép không rỉ ha. Mã số 10 250.000. Và mã số 11 là một con mỏ lết của nhà MCC. Con này thì là hàng mới chưa qua sử dụng luôn đó các anh. Đây các anh nhìn cái ngàm là mình có thể thấy được ha. Ngàm là còn nguyên này. Con này là ngon lành hết. Nó cái chất thép của nó sẽ là chất thép rèn. Và ở ngoài sẽ có một lớp chrome để cho con này nó gọi là nó không rỉ, nó hạn chế được cái sự rỉ ha. Bọc bên ngoài là chrome, chất thép rèn. Thì những cái dòng này nó mang cái tính bền bỉ và cái anh làm việc nó tốt nhất ha. Đây nó vặn nặng được này, heavy duty này các anh ha. Hàng của MCC size 25, hoạt động là êm mượt. Tại vì con này hàng mới nên là các anh cứ yên tâm nha. Đó. Đây. Con này miệng của nó là tầm 32 mm, tương đương 3,2 cm ha. Mã 11, giá của con này là 280.000 nha các anh. 11 280.000. Và mã số 12 là một con đuôi chuột. Con đuôi chuột này là hàng của Top, thông số của nó là 14-17. Thì các anh nhìn cả phần đuôi, cả phần đầu các kiểu này, các anh thấy là đều còn đẹp hết nha. Đó, đấy, anh thấy không, chất thép dày dặn hết ha. Tổng chiều dài của con này, tổng chiều dài của nó là tầm 27,5 cm. Mã 12 giúp em, giá con này là 250.000 ạ. Mã số 12 250.000. Và mã số 13 là một con cưa. Con này hàng của nhà KTC giúp em ha. Thì đây là một con cưa hàng KTC. Con này nó có một cái hay á, là các anh có thể cưa ở những cái ngóc ngách được. Nó cưa kim loại, cưa dễ thấy nhất là ví dụ các anh cưa những cái ổ khóa đi, thì con này nó rất là dễ này. Đó ha, đó, cưa kim loại nè. Đây, đây cái phần lưỡi của nó đây. Đó, tặng các anh một lưỡi này ha. Đó. Và con này thuộc dòng KTC, thì con này khi anh cưa nó nhẹ, nó bền, hoạt động tốt, cưa ngóc ngách đều được. Tổng chiều dài thân con này tầm khoảng 26,5. Thì các anh có thể là tùy ý mình bỏ sai lưỡi vô ha. Đây, mã 13, giá của dòng này là 280.000 nha các anh. 13 280.000 ạ. Và 14 là một con cân, hàng của Nhật giúp em. Con này là cân tối đa lên tới là 50kg nha. Đây, con này cân tối đa lên tới 50kg, không cho tới 50 này các anh. Thì nó sẽ gồm có một cái mắt để các anh có thể mắc cái đồ vật. Và cái đây là cái đồ mình sẽ mắc, mình cố định lên cho nó nè. Đó. Và cái dòng này thì các anh mang theo nó cực kỳ là tiện lợi, nhanh chóng và cân chuẩn xác. Thay vì mình phải mang một cái cân lớn đi mà các anh phải để ở cái nơi mà nó bằng phẳng thì mình mới cân được, thì những cái dòng này nó coi như là nó giúp các anh loại bỏ những cái nhược điểm đó ha. Đó, nó nhẹ hơn này, dễ mang theo và mình có thể treo ở cái chỗ, chỉ cần có cái chỗ cố định cho nó ok là được, là mình treo được ha. Đây, cái chỗ này thì nó hơi móp chút xíu nhưng mà nó không ảnh hưởng nha. Thì các anh thấy là các chỉ số ở đây là đều bằng nhau hết nè, nó không có bị ảnh hưởng nha. Nó chỉ móp ngoài đây chút xíu thôi các anh, không vấn đề nha. Nó có bị chút xíu ở đây thôi, ngoài đây là không có bị gì hết ha. Mã số 14, con này giá là 630.000 giúp em ạ. 14 630.000. Và mã số 15 là một con kéo cắt ống của nhà MCC ha. Con này là kéo cắt ống phi 42 giúp em. MCC phi 42 ha. Đây, phần lưỡi là vẫn còn ok nha các anh. Đây, phần lưỡi của nó là vẫn còn ok ha. Đó, cắt này. Đó. Con này thì các anh sẽ dùng để mình cắt ống PVC các kiểu đó các anh. Đó. Mã số 15, con này giá là 300.000 nha các anh. 15 300.000. Và mã số 16 là một con thước ha các anh. Đó, con này là con thước gấp nè. Con này thường là sẽ là thước gấp 45 này ha. Hàng của Shinwa, made in Japan, thép không rỉ nha các anh. Thì những cái dòng này các anh thấy những cái gấp của nó đều còn rất là đẹp nè. Những cái này đều là hãng khắc vô trong thân nè. Đó, nó không có bị mờ ha. Đế, có đế đàng hoàng hết. Mã số 16, con thước gấp không rỉ, con này có thể đo trong ngoài được hết nha các anh. Giá của nó là 180.000 giúp em. Mã 16 180.000 ạ. Và mã 17 là một con kìm mở phe ha các anh. Con này cái thân của nó là hợp kim nhôm này, hàng của nhà Super. Nó mở phe 4-10 này, mở mũi dẫn 4-10 này, các anh thấy không? Đó, hàng của Super Nhật Bản giúp em ha. Thì ở đây là cái mũi phe là còn đẹp nha các anh. Nó bị dính, hơi bị dính sơn chút xíu mà không ảnh hưởng. Đây, các anh có thể thấy là mũi phe con này là còn cực kỳ là ok ha. Tổng chiều dài của nó là
14,5 cm, mã 17. Con này giá là 200.000 giúp em nha các anh, mã 17 200.000 ạ. Dạ, 18 là một con fit cup, con này hàng của nhà Vecel, con này hàng còn rất là mới và đẹp, và cái dòng này là chuyên dành cho các thị trường Mỹ hoặc châu Âu nè ha. Đó. Nên là những cái dòng này thì hãng nó thiết kế với cái chất thép cũng như là cái quy trình nó rất là tốt. Đây các anh thấy này, có bóng gương rất là đẹp nha. Hàng của Vecel nó sẽ có hai đầu. Một đầu là các anh sẽ bỏ cái mũi vít 6 ly 3, còn một đầu là các anh sẽ dùng để mình bỏ khẩu 1/4 ha, nên là con này là 2 trong 1 luôn. Đó, hoạt động là ok hết ha. Đó, hoạt động là ok nha các anh. Tổng chiều dài của con này là 13 cm, tầm khoảng 13 cm giúp em vít góc ha, mã số 18. Giá của nó là 230.000 nha các anh, 18 230.000. Và mã số 19 nha các anh, mã số 19 là một con kìm uốn kẽm ha. Con này là con kìm uốn này, hàng của Nhật giúp em full logo này. Đó. Đây là mặt lưỡi đồ là của nó là còn ok nha các anh. Đó, đây là một con kìm uốn kẽm, thì các anh có gọi là đúng hơn là nó dạng kìm xoắn các anh, kìm xoắn kẽm cơ ha. Đó. Thì các anh dùng trong bonsai các kiểu rất là ok ha. Tổng chiều dài của nó là 23 cm, mã 19. Giá con này là 300.000 giúp em nha các anh, 19 300.000 ạ. Và mã số 20 là một con cờ lê lực. Con cờ lê lực này hàng của nhà Esco, thì các anh biết là những cái dòng Esco này cờ lê lực xài rất là tốt luôn nha. Và con này đặc biệt là hàng của nó là con hàng rất là mới và đẹp này các anh. Đó, bao lực cho các anh ha. Đây, anh thấy không, ngà miệng là đẹp nguyên này. Đây, ngà miệng con này là còn đẹp nguyên này. Đó, ngon lành cành đào, hàng Esco. Thì anh nào mình làm bên điện lạnh, máy lạnh các kiểu á, thì dùng con này cần dùng lít một cái nó kêu cái cạch, kỳ ok luôn ha. Dòng Esco cờ lê lực, mã số này dài tổng 20 cm, mã 20. Con này giá là 650.000 giúp em nha các anh, mã 20 650.000 ạ. Và mã số 21 là một con vít lực của nhà Canon nha các anh, một con vít lực ha. Con này thì các anh sẽ sử dụng trong công việc, đặc biệt là mấy cái công việc mà những cái con ốc mà nó cần có cái độ chính xác, con ốc kỹ thuật cần độ chính xác cao thì con này nó có thể đáp ứng được, hoặc là trong bảo trì ha. Đó, thì khi mà các anh vặn nó đúng lực là nó không có bị lê tòe dẫn tới là hư hại cái con ốc. Thông số của con này là 20 cho tới 120 cm ha. Này, nó có đầu khóa lực các kiểu lại nè, các anh thấy không? Đầu con này sẽ là đầu 6 ly 3 ha, xài mũi vít lục giác 6 ly 3, tổng chiều dài là 16 cm, mã 21, giá là 380.000 nha các anh, mã 21 380.000. Và 22, đây là một cái con búa đa năng nha các anh. Đó, con này vừa có giá trị xài cũng vừa có giá trị sưu tầm rất là ok. Cái dòng con này cái chất của nó là dạng cái dạng bên ngoài này là dạng chất thép ha. Đây, chất thép của nó. Búa đinh ha, một đầu nhổ và một đầu đầu đóng nha các anh, đầu đóng bên đây này ha. Đó. Ngoài ra cái con búa này á thì bên trong nó sẽ chứa các bộ mũi vít, và các bộ mũi vít này bên trong thì sẽ được làm bằng đồng nha các anh. Cái vít này làm bằng đồng giúp em ha. Đây. Đó, thì nó sẽ gồm có lên tới là 3 cái mũi, các anh thấy không? Từ ngoài vào trong nè. Đó, nó có tới 3 cái mũi nè, đó là một búa và 3 mũi vít. Nói chung là hãng có thiết kế cực kỳ là tinh tế nha, nên những dòng này ngoài giá trị gọi là các anh mua để mình làm thì các anh có thể sưu tầm mấy cái dòng độc đẹp lạ này luôn này ha. Đó. Vít bên trong là đồng ha các anh, còn ở ngoài chất của nó là thép. Mã số 22. Con này dài tổng của nó là tầm 20 cm ha các anh, mã 22, giá là 350.000 nha các anh, 22 350.000. Và 23 là một con kìm của nhà KTC, hàng của KTC nội địa nha các anh. KTC nội địa cái chất thép cực kỳ tốt cho các anh luôn. Đây các anh thấy ngay cái phần tay cầm này còn đẹp nguyên ha, không có bị sứt mẻ một cái gì hết ha. Dạng kìm điện của nó đây, đó, phun hết lên cho tới cán này, đó, cán còn rất là đẹp nha. Đây, bên trong răng lợi, con này là còn răng lợi của nó là còn mới ha. Đây là về phần lưỡi cắt này các anh, lưỡi cắt
Ngửi cắt là vẫn còn ok ha các anh. Đó, ngửi cắt con này là vẫn còn ok. Mã số 23 này dài tổng của nó là 18,5 cm. Mã 23 con này giá là 350.000 giúp em ạ. 23 350.000. Dạ 24 là một con khóa 4 số lắt léo của nhà Sơn Khi. Đó, dòng này là của nhà Sơn Khi, khóa là 13, 14 và 15, 17. Đây các anh coi các đầu của nó là còn đẹp hết này. Đây các anh thấy không? Các đầu là còn đẹp hết ha. Và nó có thể lắt léo được này. Đó, thì với cái những cái dòng lắt léo như thế này các anh làm việc ở các ngóc ngách này, đó mình có thể làm việc được ha, vừa tự động mà vừa lắt léo. Mã 24, dòng này giá của nó là 430.000 nha các anh. Mã 24 430.000 giúp em ạ. À. Và mã số 25 là một con kéo tỉa bướm dạng dài. Con này dùng là kéo tỉa dăm đó các anh. Tổng chiều dài nó lên tới là 21 cm, dài lưỡi của nó là tầm 5,5 cm ha các anh. Hàng của nó là phun chữ ha. Thì các anh thấy nó đẹp từ ngay từ những cái đường ốc nè. Đấy các anh thấy không? Đường ốc làm cực kỳ là sắc nét luôn ha. Đó, bên trong tay cầm đây, các anh thấy này. Đó, lưỡi kéo là đẹp giúp em nè, lưỡi là đẹp nè, không có xước mỉ ha các anh, cắt tốt. Mã 25, con này giá của nó là 500.000 nha các anh, 25 500.000 ạ. Dài 26 là một con kéo cắt cành. Con này dài tổng của nó là 21 cm, kéo cắt cành ha. Con này thì nó phun chữ ngay cả chữ và thân, ngay lưỡi và thân luôn này. Đấy các anh thấy không? Đó. Con này thì tổng con này cái phần tổng lưỡi của nó, các anh thấy lưỡi cắt là còn ok, bén ngon. Con này bao cắt cho các anh luôn ha, các đường bo đồ là ngon lành cành đào hết. Và đặc biệt là con này nó thuộc dạng kéo đúc, nên là khi các anh cắt tay cầm đó, mình cầm mình làm mình cắt nó có cái độ gọi là có độ chắc các anh, mà mình cắt nó tốt hơn ha. Mã 26 giúp em, con này giá là 550.000 ạ. 26 550.000. Dạ 27 là một con vít chuyển gấp. Con này là thuộc cái dòng vít chuyển gấp khá là khỏe ha. Con này khá là khỏe nè, vít xài mũi vít lục giác ha. Nè, con này là vít chuyển gấp của Sun Flat đó các anh. Ở đây mình có vẫn đây là nó có thường có chữ Made in Japan ở đây nè. Cái con này là nó hơi bị chắc ở đây này các anh thấy không? Này, con này là của thằng Sun Flat đó các anh. Đó, mỗi tội thì nó đây nó cứ in như vậy, nó thành thử nó mất, các anh thông cảm nha. Đó, cái dòng này rất là khỏe nha các anh. Đó, dòng vít này rất là khỏe luôn. Tổng chiều dài của nó khoảng tầm là 16 cm đó các anh ha. Mã 27, con này giá của nó là 400.000 nha các anh. 27 400.000. Và mã số 28 là một con bún mực ha. Con bún mực này hàng của Nhật, size của nó dài tổng là 16 cm nha các gan. Con bún mực dài 16 cm, hàng mới luôn này, phun hộp cho các gan. Sau đây là nó có đầy đủ các thông tin rồi hướng dẫn đó, đang anh mua về là mình xài thôi ha. 16 cm, mã số 28, giá của nó là 280.000 giúp em. Mã 28 280.000 ạ. Và mã 29 là một con cưa hàng mới 100% full hộp, hàng của nhà Tajima giúp em nha. Con này là của Tajima này, đằng sau đây là nó cũng có đầy đủ các thông tin rồi để các anh có thể hướng dẫn thay lưỡi các kiểu là đây, sau đây có hết. Hay nó còn gọi là smart saw, gọi là dòng cưa thông minh đó các anh. Đây đó, nó có các nấc ở đây để mình có thể sử dụng này. Đây đây là cái bề mặt cưa của nó nha các anh, Tajima này. Đó. Nói chung những cái dòng này hàng mới rồi nên là các anh không có cần phải lăn tăn ha. Đó, không cần phải lăn tăn là lưỡi có bén không hay như thế nào hết. Đó, lưỡi con này là size 20 cm, chưa tính thân. Thân của nó là lên tới là tầm 25 cm nữa thì con này khoảng phải tầm là 45 cm ha các anh. Mã số 29, giá của mã này là 380.000 giúp em. Mã 29 380.000, hàng mới bán giá vải luôn rồi các anh. Đó, mã 29 giúp em ha. Dạ rồi em đã lên tổng cộng là 29 mã sản phẩm. Anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.